4 dấu hiệu nhận biết chân lông chính hãng nhà La Santé. Bạn chỉ cần xác định chân lông cừu đủ các đặc điểm sau đây, nhất định là hàng La Santé chính hãng. Đặc điểm thứ nhất, chân lông cừu La Santé sẽ bao gồm hai mác thông số, hai tác giấy, hai mác giấy thương hiệu La Santé tại sườn và góc chân. Đặc điểm thứ hai, mỗi chân lông cừu La Santé sẽ có một túi kéo ở cạnh sườn. Khi bạn mở túi kéo có thể xem được chất liệu bông bên trong bao gồm 10% lông vũ và 90% bông đậu nành. Đặc điểm thứ ba là trên mỗi sản phẩm nhà La Santé đều có khóa kéo dập nổi logo của thương hiệu. Đặc điểm thứ tư cũng là đặc điểm cuối cùng, đó chính là tem chống hàng giả của Bộ Công an với phần cờ bạc. Ứng mỗi tem sẽ có một mã QR, mã số riêng do Bộ Công an cung cấp. Khi bạn dùng điện thoại quét mã QR sẽ dẫn bạn tới đường link xác minh nguồn gốc chân chính hãng của Bộ Công an. Bốn dấu hiệu mình vừa chia sẻ hy vọng có thể giúp bạn chọn được những chiếc chân lông cừu ưng ý, xuất xứ chính hãng từ thương hiệu La Santé.